Kính chào Thầy, gần đây con mới được nghe những bài giảng Pháp của Thầy. Con thấy bài giảng của Thầy rất là hay. Con có thắc mắc đã lâu mà chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng. Mong Thầy giảng giải cho con ạ. Bạch Thầy, khi con đi dự đám tang, thường nhìn thấy toàn bộ gương kính trong nhà gia chủ đều được che phủ bằng vải hoặc báo. Con đã hỏi một bác, nhưng bác chỉ nói rằng các cụ bảo thế. Vậy tại sao nhà có người mất lại phải che gương? Nó có liên quan gì tới tâm linh không ạ? Làm như vậy sẽ có lợi hơn cho người mất, có đúng không ạ? Kính xin Thầy giải đáp cho con được hiểu rõ. Con xin tri ân công đức của Thầy ạ. Câu này của một bạn, bạn này tên là Dương Hằng. Bạn Dương Hằng hỏi là bạn ấy đi đám tang, nhiều đám tang. Thì bạn thấy gia đình có tang thường hay lấy vải hoặc lấy báo che gương, che kính lại. Không biết Phật tử chúng ta ở đây có gia đình nào làm thế không? Đó, thế thì bạn thắc mắc. Bạn có hỏi một người, một bác, thì bác ấy bảo là các cụ bảo thế thì làm thế, cứ y thế mà làm. Bác này bác không giải thích. Thì bạn viết câu hỏi về cho Thầy, thì bạn hỏi. Thế Thầy xin trả lời cho bạn Dương Hằng và đại chúng để chúng ta cùng nghe. Đại chúng biết rằng một người phàm phu như chúng ta sau khi chết thì có ba cái trường hợp xảy ra. Chúng ta phải biết rất rõ. Thứ nhất là người có phước đức lớn, đầy đủ các nhân duyên, có thể sinh về các cõi Phật hoặc là sinh về các cõi trời. Đó nhé, đó là sinh ngay, tắt hơi thở một cái. Những người có phước đức nhân duyên lớn có đại phước đức nhân duyên thì có thể sinh về các cõi Phật hoặc sinh về các cõi trời, là sinh ngay, rất là nhanh. Trường hợp thứ hai là những người có cái tội rất nặng, gọi là ngũ nghịch trọng tội, và những tội nặng như giết người, những cái tội mà cực kỳ nặng đấy, với pháp luật mình xử cũng là tội nặng đấy, thì ngay sau khi chết có thể đọa vào địa ngục, xuống thẳng địa ngục rất nhanh. Và trường hợp thứ ba là còn lại hầu hết tất cả thì khi bỏ thân này thì cái thần thức nó tồn tại ở trong dạng gọi là thân trung ấm. Mình gọi là trung ấm thân. Trung ấm thân này nó có thể tồn tại một ngày cho đến 49 ngày như trong Kinh Địa Tạng nói. Trong cái giai đoạn này là thân trung ấm đang đợi cái nghiệp của mình nó định hình. Nó giống như là mình rót nước đồng vào trong khuôn ấy mà nó còn lỏng, nó chưa đông thì nó chưa định hình. Thì cái ông thợ đúc ấy, người ta chưa lấy khuôn ra. Và bao giờ đợi cái đồng nó phải đông đặc, nó lạnh ấy rồi, cứng rồi người ta mới lấy khuôn ra. Thì cũng vậy, cái thần thức của người chết trong trường hợp thứ ba này giống như là cái nước đồng rót vào khuôn ấy, phải đợi, đợi khi nào mà nó đủ duyên định nghiệp rồi, gọi là định nghiệp, ổn định, nó cân đối giữa tội và nghiệp và phước rồi, người này ấy, với tội này, phước này thì sẽ sinh vào cảnh giới nào, làm ngã quỷ hay về súc sinh, hay là vào địa ngục tiếp hay là sinh lên chư loài người, chư thiên, thì lúc ấy là nó còn đợi. Có những trường hợp trong giai đoạn ấy mà gia đình tác phước nhiều, tu tập hồi hướng cho thì có thể vong linh đủ phước sinh thiên. Thế và cũng trong giai đoạn này, 49 ngày này mà gia đình không biết tu tập lại làm nhiều ác nghiệp, vong linh có thể đọa xuống địa ngục. Mặc dù vong linh, với cái nghiệp riêng của vong linh thì không có phải đọa địa ngục, chỉ có khi làm ngã quỷ thôi. Nhưng mà vì gia đình không biết tạo ác nghiệp, tiếp tục gọi là khiến cho vong linh thêm gánh nặng thêm như trong Kinh Địa Tạng nói, thì vong linh bị đọa. Đó. Đấy thì chúng ta thấy là trong cái giai đoạn này thì vong linh tồn tại ở trong 49 ngày, 1 cho đến 49 ngày, có thể 1 ngày là chuyển kiếp ngay, hoặc 2 ngày, 1 tuần đầu, 2 tuần đầu cho đến hết 49 ngày. Hầu hết các vong linh là sau 49 ngày là chuyển sang một cái cảnh giới mới trong lục đạo. Và trong cái giai đoạn mà là thân trung ấm đấy, mình cũng hay gọi là vong linh, vong hồn, là hương hồn, hương linh, mình vẫn gọi đấy. Thế còn khi mà đã chuyển hẳn sang ngã quỷ thì đúng ra gọi là ngã quỷ. Thế nhưng mà dân ta thì không thích cái từ ngã quỷ. Gọi ông bà, cha mẹ mình chết làm ngã quỷ nghe nó ghê lắm, thôi cứ gọi là hương linh hết.
hương hồn hết, vong hồn hết cho nó đỡ, phải không? Là hương hết, linh hết, hương tức là thơm, linh tức là linh thiêng, gọi là hương linh. Nhưng gọi vong linh cũng được, nhưng mà nhiều khi không thích từ vong linh lắm. Cái vong nó giống như là cái gì đấy, nó mất mát đi rồi, nó không hay, cho nên cứ gọi hương linh, phải không? Thế thì trong cái giai đoạn 49 ngày này, hương linh ở dạng thân trung ấm, ở đây Thầy nói đến trường hợp thứ ba này này nhé, cái trường hợp thứ ba vẫn có thể đi ra đi về, đi vào ra, nhìn thấy xác của mình, thấy người nhà bình thường. Vì bản thân Thầy đã có lần Thầy thoát xác, Thầy biết được mà rất rõ mình ra ngoài nó thế nào, vẫn thấy, vẫn nghe bình thường, thưa đại chúng, vẫn thấy nghe bình thường, vẫn nhìn thấy mọi vật, vẫn nghe được mọi việc, nhưng mà không thấy được cái thân của mình đâu. Cho nên cái thân trung ấm nó rất vi tế, nó là cấu tạo vật chất cực kỳ vi tế, mà nhiều khi chính vong linh, hương linh cũng không tự thấy được cái thân trung ấm của mình, không thấy được. Đó. Thế thì còn cái phần xác thì đại chúng á, khi bỏ thân thì nó làm bất động đấy rồi, phải không? Bất động đấy rồi nhé. Thế nhưng mà về phần hương linh thì vẫn đi ra đi vào thấy biết được hết. Thế nhưng mà những vong linh nhất là không được tu học Phật Pháp ấy, khi họ bỏ thân này ấy, họ bàng hoàng lắm thưa đại chúng. Vào một cảnh giới mới rất bàng hoàng. Họ sợ là mình bị mất thân, cực kỳ sợ là mình mất thân rồi. Dù là chết già cũng vẫn tiếc cái thân thưa đại chúng. Tiếc lắm. Cho nên tất cả chúng sinh đều sợ mất thân hết mà. Rất là sợ mất thân. Đại chúng biết rồi, ai cũng quý thân, dù là cái thân này què cụt và cùi hủi vẫn tiếc, nó không muốn. Chúng ta thấy nhiều người ăn mày ăn xin, họ què cụt mà họ giống như bị hủi đấy, họ cũng có bỏ thân đâu. Có nhiều người bảo ôi sống khổ thế này thì chết đi, nhưng mà không chết, vẫn phải đi xin để sống, để ăn. Nên chúng ta là quý thân lắm, tất cả chúng sinh đều quý thân, đều chấp thân hết đấy. Cho nên có câu chuyện bảo là nếu mà mặc áo giáp bằng vàng đi ra trận ấy, mà giặc nó đuổi đến nơi rồi thì cũng phải vứt cả áo giáp vàng đi là chạy để mà thoát thân, thoát cái thân, thân nó quý hơn cả vàng. Có thân thì mới có mạng sống, mà có mạng sống mới có mọi chuyện trên đời, chứ không có thân thì cũng chả nói chuyện gì cả. Cho nên tất cả chúng sinh đều yêu quý cái thân, thích cái thân lắm đó. Thế nhưng mà những vong linh mới mất ấy, những cái hương linh mới mất thì họ ở trong cái trạng thái, cái cảm thức là rất là bàng hoàng, hoảng hốt và rất sợ hãi. Thấy mình mất thân rồi, đến sờ vào cái thân mình không thấy nó lay động gì cả. Thưa đại chúng, giống như mà lúc mà Thầy quay trở về, cái thần thức Thầy quay trở về, Thầy nhìn thấy cái thân mình nằm ở trên giường, thấy nó nằm bất động đấy. Nên lúc ấy mình nghĩ là ôi mình có trở về nhập lại cái thân này không? Thì nghĩ những cái lập tức nó trở về thân ngay, nó nhập vào ngay. Đó là mình chưa hết cái nghiệp làm người, thưa đại chúng. Vẫn còn cái nghiệp phải làm người, cho nên vẫn phải trở về. Đó. Hòa Thượng Tuyên Hóa cũng có những cái lần mà Ngài thoát thân như vậy đấy, thưa đại chúng. Nên cho nên cái đó là rất là thật. Và sau này thì có một số các bệnh nhân khi vào trong bệnh viện ấy, thì họ cũng bị vào cái tình trạng họ thoát thân, thoát xác. Họ thấy được bác sĩ làm gì, sau đó họ kể lại được hết. Đấy. Thế thì như vậy để chúng ta mới thấy là quả thật là có thần thức thoát ra, chứ không phải là không có. Không thể phủ nhận cái điều đó. Thầy khẳng định là cái điều đó là một sự thật. Không phủ nhận được. Có những người học Phật, tu Phật bây giờ nói là chết rồi, không có thần thức thoát ra, chết rồi cái lập tức là xuất sinh, sinh ngay ở một chỗ nào đấy, tái sinh ngay. Cái đó vô lý. À, tùy trường hợp, có những trường hợp là người ta phải có một cái giai đoạn chuyển tiếp gọi là trung ấm thân này. Đó. Thế thì kính thưa đại chúng, những vong linh mà, những hương linh mà họ mới mất thế này này, thì họ hoảng sợ, lo lắng, tiếc nuối, nhiều cái nó bộn rộn trong tâm lắm. Không phải không thưa đại chúng. Cho nên chư Tăng chùa mình đi làm lễ bắt đầu phải trấn an, phải khai thị cho vong linh, vỗ về cho vong linh, họ yên ổn và họ giác tỉnh ra. Họ biết là họ đã thật là chết rồi, thật là bỏ thân rồi. À, này hương linh đã thật bỏ báo thân rồi. Đấy, các thầy đi là khai thị như vậy. Và vì với chư Tăng họ lúc ấy, thưa đại chúng, cái bóng dáng chư Tăng đến họ cũng quý lắm. Người nhà thì nó quá hiểu nhau rồi, người nhà không thể trấn an được, người nhà lúc ấy thì sầu não khóc than, đâu có chấn an được. Nhưng chư Tăng đến là vong linh nó được chấn an, tâm nó được an lành. Và chư Tăng khai thị nữa thì rất quý, vong linh họ dễ ra giác ngộ. Dễ giác ngộ. Thế thì thưa đại chúng, nếu mà không có chư Tăng hay là vong linh chưa từng học Phật Pháp,
bỏ thân một cái là vong linh nháo nhào, và nay tìm chỗ này chạy chỗ kia, mong làm sao để giúp cho cái thân mình sống. Và họ rất là sợ không có thân. Họ đi qua trước gương mà tự nhiên mọi lần mình đi qua cái gương nhà mình vẫn thấy mặt mũi mình, vẫn xoay gương ngắm lược. Hôm nay đi qua lại chả thấy bóng dáng mình đâu. Họ hoảng, thưa đại chúng. Đi qua cái hồ nước nhìn xuống không thấy bóng mình đâu, hoảng. Ôi chứ mình không có thân rồi, trời ơi. Sợ quá. Đúng là vong linh rất sợ. Rất sợ. Lúc này họ mới chợt, ôi thưa mình mất thân thật rồi. Thật là mình mất thân rồi, trời ơi. Không? Sợ, hoảng sợ. Đó, đó là cái lý do. Có lẽ trước đây cũng có thể là chư Tăng cũng đã từng giáo hóa cho gia đình ta hiểu được cái chuyện này. Những người ở ngoài đời ta hiểu được như này. Cho nên người ta nghĩ thôi để giúp cho vong linh bớt sợ, hiểu không? Thì che gương lại, che kính lại. Vong linh không đi qua đấy thì cũng không bị động tâm. Vì đi qua tự nhiên không thấy mình. Rất là sợ chứ, thưa đại chúng. Ngày xưa mình đứng trước gương là thấy mình. Mình béo, mình gầy, mình đen, mình trắng là thấy hết. Bây giờ đi qua lại chả thấy mình đâu. Chỉ thấy mỗi cái gương không thôi. Rất là sợ. Cái cảm thức mà không có thân nó rất sợ, thưa đại chúng. Sợ lắm ấy. Có bao giờ mình ngủ đêm, ngủ mình mơ thì mình thấy mình mất thân, mình cũng rất là hoảng. Thì vong linh cũng vậy đấy, hương linh cũng vậy, rất là hoảng. Thế cho nên cái việc mà che gương là có thể nó xuất sinh từ cái thuyết này. Mà từ cái thuyết này làm cái sự thật. Nghĩ là vì để cho vong linh không hoảng loạn, không sợ hãi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà nhà có tang sự thì người thân đều buồn khổ, không ai còn muốn trang điểm, đứng trước gương mà soi gương mà ngắm lược nữa, vào chải chuốt đánh phấn bôi son, buồn khổ mà. Mà đại chúng nhớ, các cụ nhà mình ngày xưa nhà có tang á, con gái phải xõa tóc ra, không được chải, phải đầu bù tóc rối, đúng không? Cái áo tang ấy, áo xô, mình gọi cái áo xô mặc chúng ta thấy trông nó tang thương không? Áo tang nó là cái vải màn ấy, nó xô xốc, nó nhầu nhũa, trông nó rất tang thương. Thì người xưa có cái ý là gì? Mặc như vậy là thể hiện cái sự đau khổ. Con cái, người thân thương tiếc người đã mất. Ngày mất mà mình lại ăn mặc diện diêm dúa, rồi lại trang điểm phấn son đầu óc bóng mượt thì người ta cảm thấy là mình không có tình. Thế cho nên người xưa, các cụ người xưa cũng rất là tế nhị, muốn để cho người thân thể hiện được cái lòng thương, cái sự tiếc thương đối với người đã mất. Cho nên mới bày ra cái việc đó, không chải tóc xoay gương, không bôi son điểm phấn nữa, không áo quần lòe loẹt đứng trước gương ngắm nghía gì nữa. Nhà mình đang tăng tóc thế này, còn vui thú gì mà gương với lược. Cho nên che gương đi, đó cũng là một cái lý do. Thì tất cả hai cái lý do này nó đều vì cái người đã mất cả. Thầy nghĩ nó đều là cái tình thương rất là nhân bản, rất là tình người. Không những đấy là người thân thuộc của mình mà là tình người nữa. Tình người. Cho nên đi đám tang thì cũng chẳng mấy ai mà ăn mặc diêm dúa. Ăn mặc hở hang diêm dúa, nó phải đến đấy nó rất là trang nghiêm, thể hiện cái sự thông cảm, cái sự xót thương với gia đình tang quyến. Đó là cái rất là văn hóa. Vậy thì cái câu chuyện là bạn này bạn hỏi, bạn Dương Hằng bạn hỏi ấy, thì thầy xin chia sẻ để bạn hiểu được cái lý do. Đấy là những cái lý do mà thầy nghĩ là lý do rất là xác đáng, vừa có lý do về tâm linh Phật pháp, đó là vong linh mới mất rất là hoảng loạn khi biết mình mất thân, và mất thân rồi rất sợ, cho nên họ đi qua gương, họ không thấy bóng dáng của họ trong gương, họ rất khổ tâm, vì thế mà mình che gương lại. Cái thứ hai là nhà có tang, không ai nên trang điểm trước gương, không ai đứng trước gương mà ngắm nghía thân hình, mà tô son điểm phấn nữa, cho nên che gương lại. Thế thì xét cho kỹ, nó đều vì tình thương, đều vì cái nghĩa cử, gọi là cái hiếu hoặc là cái nghĩa đối với người đã mất. Thế thì thầy nghĩ đây nó cũng là một cái văn hóa. Và xét cho kỹ thì nó cũng không ảnh hưởng gì. Cái việc che gương không ảnh hưởng gì, mà người ta vào một cái nhà, thế người ta thấy nhà có cái nét của sự tang, phải không? Nó nét sự tang. Bây giờ thì thầy thấy có nhiều nơi á, thưa đại chúng, họ làm đám tang buồn cười lắm. Thầy đi Sài Gòn á, thầy thấy họ vào làm đám tang họ diễn kịch
Thế xong rồi họ giống như biểu diễn hài ấy, thế lại làm xiếc ở trong đám tang. Rất là lạ, thầy cũng không hiểu. Chứ dân Bắc Kỳ mình ấy là tang là phải ra tang mà con cái phải thể hiện sự xót thương. Ngày xưa còn thuê người khóc mướn nữa, vào chết còn đi lăn đường đó, nhiều thứ lắm cơ, nhưng bây giờ thì bớt những cái đấy đi rồi. Đấy, bớt cái rồi. Nhưng mà ít nhất mình vẫn phải thể hiện được. Mà muốn thể hiện được mình phải có cái không gian. Cái không gian nó giúp cho cái tâm của chúng ta nó rất dễ được thể hiện ra. Chúng ta buồn mà chúng ta vào một chỗ vui thì chúng ta cũng khó mà buồn, đúng không? Mình thương mà vào cái chỗ vui tự nhiên nó cũng làm mình sao nhãng đi. Thế cho nên cái cảnh trí không gian, mặc áo tang này, rồi khói trầm quyện tỏa lên này, rồi cái tất cả những cái không khí ấy, rồi nhìn thấy những cái áo xô, những cái gương mà che lại, người ta thấy có cái sự, có cái đám tang thật sự. Và con người ta dễ nghĩ tưởng đến những cái người, ân đức của người đã mất, tưởng nhớ được người đã mất. Cái đó là nét đẹp. Thì ở đây Thầy nói là tuy nó là những cái phong tục xưa để lại, nhưng mà cái gì mà là tốt thì mình vẫn nên giữ gìn và phát huy. Cái gì của người xưa để lại mà không tốt thì chúng ta có thể trừ bỏ. Đấy, chúng ta là con Phật, chúng ta rất rõ ràng. Cái gì tốt là truyền thống để lại mà tốt thì ta giữ gìn và phát huy. Cái gì không tốt ta có thể bỏ, không có câu lệ là phải giữ. Thế thì Thầy xét thấy cái việc mà che đậy gương này á, trong đám tang nó không ảnh hưởng gì. Xét ra nó không ảnh hưởng gì. Và có thể nó vẫn là một cái nét văn hóa. Như hai điều Thầy trình bày thì chúng ta có thể giữ vẫn được. Không sao, miễn là chúng ta hiểu được bản chất của vấn đề là được nhé. Thầy chúc bạn hiểu và tinh tấn tu học Phật Pháp hơn nha.